Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Người cao tuổi của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin một số tin phản ánh về hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam và Ngày người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2023 tại một số địa phương trong tỉnh. Tiếp đó chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ghi nhận của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chi hội người cao tuổi xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Tới dự có bà Nông Thị Nghĩa, phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Cao Bằng, Mở đầu buổi lễ là một chương trình văn nghệ đặc sắc do các thành viên câu lạc bộ và đội văn nghệ của một số xóm kết nghĩa biểu diễn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập thông qua quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóm Cao Xuyên được thành lập với 55 thành viên có độ tuổi từ 20 đến 82 tuổi với ban chủ nhiệm gồm có 6 người. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức xã hội tự nguyện có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động như nâng cao nhận thức cho thành viên trong câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo hội người cao tuổi tỉnh Cao bằng đã trao cho câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau số tiền quỹ 20 triệu đồng và một máy đo huyết áp. Đây là nguồn hỗ trợ ban đầu của tỉnh dành cho các câu lạc bộ mới được thành lập trên địa bàn tỉnh. Sau khi đi vào hoạt động, nguồn quỹ của câu lạc bộ sẽ tăng dần từ nguồn phí đóng góp của các thành viên. Ngày 6 tháng 6 năm 2023, Hội Người cao tuổi phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 1941, mùng 6 tháng 6 2023 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm. Trước khi tiến hành buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó là màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh do 120 hội viên Hội Người cao tuổi phường Hợp Giang biểu diễn. Ngày 26 tháng 5 năm 2006 Chính phủ đã ban hành quyết định số 772, Thủ tướng Chính phủ lấy ngày mùng 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống của người cao tuổi Việt Nam. Để động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống kinh nghiệm nhiệt huyết, giá trị tinh thần cho thế hệ kế tiếp. Các đại biểu dự buổi lễ đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của người cao tuổi Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới hiện nay cũng như thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động sau 27 năm thành lập, Hội Người Cao Tuổi Phường Hợp Giang hiện có trên 1.000 hội viên, chiếm 85% số người cao tuổi toàn phường. Hội gồm 12 chi hội và hai câu lạc bộ trực thuộc. Thời gian qua, hội đã tổ chức chúc Tết và tặng quà cho 188 người, chúc thọ 113 cụ. Thăm ốm được 110 hội viên và phúng viếng tiễn đưa 27 cụ qua đời. 6 tháng qua, hội đã phát triển được 81 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.156 người. Trong thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi Phường Hợp Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh to lớn của các thế hệ người cao tuổi. Phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu phố. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 2023, Hội người cao tuổi phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng đã tổ chức giải bóng chuyển hơi chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2023. Tham dự giải có trên 60 vận động viên thuộc 9 đội của 7 chi hội người cao tuổi trên địa bàn phường. Trong giải thi đấu giao hữu này, các đội sẽ thi đấu theo hình thức các đội nam, các đội nữ và đội nam nữ. Mặc dù tham dự giải là đối tượng người cao tuổi, nhưng các vận động viên đều tham gia rất nhiệt tình trên tinh thần đoàn kết, vui chơi giải trí, phát huy vai trò của người cao tuổi là sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần vào phong trào thi đua tuổi cao gương sáng do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động. Từ nhiều năm nay, phong trào bóng chuyển hơi của Hội người cao tuổi phường Tân Giang phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo các hội viên tham gia để nâng cao thể chất cũng như tinh thần. Bên cạnh đó, Hội người cao tuổi phường Tân Giang cũng thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu thi đấu thể thao với các phường bạn để tăng cường tình đoàn kết cũng như học hỏi kinh nghiệm thi đấu lẫn nhau. thưa quý vị và các bạn cách đây vừa tròn đúng một năm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóm đồng giao xã trí thảo huyện quảng hòa đã được thành lập đây là vùng thuần nông của huyện quảng hòa với bà con nông dân ở đây tất cả mọi thứ đều lạ lẫm vì chỉ được biết mô hình này qua nghiên cứu tài liệu và qua tuyên truyền của cán bộ hội người cao tuổi cấp trên tuy nhiên mọi sự lạ lẫm bỡ ngỡ ban đầu đều đã đi qua ban chủ nhiệm cũng như các thành viên của câu lạc bộ đã cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu để rồi từng bước hoạt động an ý và đạt được một số kết quả. Đó cũng là cơ sở để câu lạc bộ ngày càng phát triển vững mạnh và là động lực thu hút được đông đảo số thành viên tham gia đông hơn. Đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóm Đồng Giao, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa được thành lập với 57 thành viên ban đầu và với nhiều thành phần như hội viên, hội người cao tuổi, hội phụ nữ và đoàn viên thanh niên. Tất cả gia đình và các thành viên của câu lạc bộ bao đời nay đều làm nông nghiệp thuần túy với cung cách làm ăn do các thế hệ trước truyền lại. Bên cạnh việc sản xuất lương thực và các loại hoa màu là chính, những năm gần đây tại vùng này, bà con đã biết làm thêm nghề nuôi vỗ béo trâu để tăng thêm thu nhập. Một hướng đi mới mẻ giúp cho nhiều gia đình nhanh chóng thoát nghèo và có nhiều cơ hội làm giàu. Mô hình câu lạc bộ này là tổ chức xã hội hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực người cao tuổi và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam là cơ quan thường trực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện. Qua đánh giá đã khẳng định câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một chính sách đúng đắn, nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng. Đặc biệt, thông qua mô hình này, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng. Đồng thời tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sống vui, sống khỏe, sống có ích. Buổi sinh hoạt thường kỳ lần này trùng hợp đúng dịp sinh nhật tròn một năm của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xóm đồng giao. Cũng như các buổi sinh hoạt khác trong năm qua, chương trình văn nghệ Cây nhà lá vườn bao giờ cũng rất sôi nổi và thu hút sự chú ý đón xem của đông đảo các thành viên trong câu lạc bộ cũng như người dân trong xóm. Có thể nói ai cũng đều háo hức được thể hiện tài năng của mình qua các làn điệu dân ca, qua các giai điệu, các ngợi đảng, bác hồ và quê hương đất nước. Qua những điệu múa uyển chuyển mang phong cách hiện đại, trẻ trung của các chị em phụ nữ. Theo báo cáo tổng kết của ban chủ nhiệm, hiện câu lạc bộ liên thế hệ xóm Đồng Giao có 4 tổ gồm chăn nuôi, trồng rau sạch, văn nghệ và chăm sóc sức khỏe. Trong năm qua, câu lạc bộ đã kết nạp thêm được 5 thành viên mới và số thành viên sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bên cạnh số vốn được tỉnh hỗ trợ ban đầu là 20 triệu đồng, năm qua, câu lạc bộ liên thế hệ xóm Đồng Giao đã thu thêm được 4 triệu từ tiền thu hội phí. Mức đóng góp do câu lạc bộ tự quy định. Đồng thời, nguồn quỹ này đã được thực hiện đúng mục đích là cho vay đối với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế và ưu tiên những thành viên là người cao tuổi. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ có thêm những hình thức để huy động thêm nguồn vốn, tạo điều kiện cho nhiều thành viên được vay với thời hạn và số tiền vay nhiều hơn. Nguồn vốn vay này sẽ được quay vòng sau một thời gian nhất định để các thành viên khác tiếp tục vay. Đến nay, 100% số thành viên có thẻ bảo hiểm y tế đội văn nghệ thể thao của câu lạc bộ cũng thường xuyên luyện tập biểu diễn và đã có những buổi tham gia giao lưu với các đơn vị bạn điểm nổi bật nhất là thông qua câu lạc bộ các thành viên đã có sự hiểu biết và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn hơn biết giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn ốm đau ngoài ra trong các buổi sinh hoạt mọi người được tư vấn và được chăm sóc về sức khỏe nhất là với đối tượng người cao tuổi được nghe phổ biến về kiến thức khoa học kỹ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cũng như thể chất. Sau một năm hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ xóm đồng giao, nó là được sự quan tâm giúp đỡ của ban đại diện người cao tuổi tỉnh như là huyện xã câu lạc bộ liên thế hệ của xóm đồng giao đã có rất là nhiều sự cố gắng mới thành lập là có 57 thành viên sau đó tăng lên là 62 thành viên được chia làm bốn tổ và thứ nhất là tổ chăn nuôi thứ hai là tổ trồng rau trồng rau sạch và thứ ba là tổ văn nghệ thứ tư là tổ chăm sóc sức khỏe và tình nguyện viên nói chung là chia thành chia thành bốn tổ thì mỗi tổ hoạt động là đều có cái sự cố gắng và thực hiện đúng theo cái quy chế quy ước của câu lạc bộ đã đề ra sau đó thì các tổ đã thực hiện theo cái kế hoạch mà của câu lạc bộ đã đề ra phải nói là kết quả thực hiện thì cũng đạt được là khá cao cái thứ nhất là vũ phí cái thứ hai là tổ vay vốn đã cũng thu được phí là tổng là cũng được 4 triệu cả lãi với là cả phí của hội viên nộp thế qua đây là cái sự hoạt động và thực hiện của câu lạc bộ và cũng mong câu lạc bộ mong muốn sự giúp đỡ và của cấp trên cho câu lạc bộ xóm Đồng Giang sẽ ngày càng phát triển hơn và đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Câu lạc bộ Liên Thế Hệ Xóm Đồng Giao là một trong những câu lạc bộ đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập trong thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau một năm hoạt động cho thấy, câu lạc bộ đã đi đúng hướng và đạt được những kết quả ban đầu tin rằng trong thời gian tiếp theo, câu lạc bộ sẽ từng bước khẳng định mình và đạt được những thành tích cao hơn. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng là nội dung cuối của chuyên mục người cao tuổi kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.